for me that red carpet inside there. This type, the red one. I put the red one. Yeah. And but yeah, the green one will stay for the edge. Where you get it on yeah? The I want to make my house there like an infant house. Oh! Like my boss house. Oh yeah. Oh, yeah. The stupid idiot people have work finished now. It's my turn to complete the house. See work. Another link. You carry this one, go inside. Keep in trouble. I want to see if my house will drop like my boss and farm. Only that the person do the kitchen done for proper. But we no use kitchen counter again. That is why I do that outside kitchen very fine too. Okay. I will see another one make me happy. Okay. You know, as I'm going to talk the thing I say, like, so I'm not even me. You know? Mm. That is where I want the cup to be, but now my bazaar and you know, so follow because I'm saying where well, washing base goes, so we'll go there here. Acid, hôm nay một mình acid làm cái chuyện dê muốn xong rồi nhà mình. And like play this acid to finish the goat house only him. Don't worry, I'll help you. Hai hôm nay họ cái này là mấy cái thảm mà Diêm để trải trên tiệm nhà mình mà kiểu như nó cũ á, nó cũ cái nó có cái mùi không được ấy, thì Diêm thay thảm khác. Diêm đem về nhà ông gặp ông thấy ông thiết kế, ông thấy hình Diêm anh Phong chụp trên Facebook cái nhà anh Phong có mấy cái chỗ cỏ xanh xanh đó, dạ ông giờ ông không thiết kế như vậy. Cả được mấy bữa. Tính ông cảm dễ duyên vậy. Ngày ba cái gạch còn dư lót nhà bếp với nhà mình. Ông đem ông kết hợp màu đen màu trắng. Xong rồi bắt đầu giờ có mấy cái chỗ nó bị thiếu nhà mình, cái có chỗ thì nó trắng không, thành ra là ông đem ông lót cái miếng. Ông acid á được cái làm với ông cạp rất là hợp. Hai người làm kiểu như là làm cho xong cho bằng được. Chứ không có ẹo ẹo ẹo, thành ra là my boss, I hope this one I put makes sense. Yeah, this one now. I was thinking if it will have gum, but no gum. It will be like this so that you can move and wash. And other people own, I don't think they put gum. If you put gum now, this one now, when the thing old, you know. It will look sour and deep. You know that ceiling them you cut that kitchen. That kitchen on top of the kitchen. Maybe you it cut only the corner. What is that? That gum them you cut the tie in the kitchen. Gum. That gum them you put medium the tie now. Inside that they call the ceiling I think. You can put for the corner. Maybe I'll just try not for that. Maybe I'll just try put small, you know, put here so that I can hold it. In the future, you can remove, but like this, him can stay. Mm-hmm. Because if you leave like this now, it's check and this children now run up and down, and go remove. I don't know if I will manipulate attitude. Let's see now. Me and him now in the same company. Good morning. Good morning. Give uncle seat now, keep it go remove that thought. I'm going to go to the house. O kam ma kan sikwe ba wa siba kwa my brother kan dey na keep it again no na na chazi o kunze na as na na bo no en kan dey jizimma o su go na ya ya bu o nai o swa sa dis boy we ru as no to follow
We run to swash and one name will come. This is here. Before now, but now I'm at the Oyinka. Welcome, sir. Oyinka, now, brother, my good. You don't have great things. No, we kunye jesse anye mumma so far no we mind me we diva manne enwoke and they also go ndiba anye makwa we no dey jim egu egu and no talk we go na here this one man mu am na any didi e ko no because ka hari bu man want the matter no na ka you too my family don't have the bele bele as you go as you go na me pon no street I I am a big one. You think you can say I am a big one? I am a big one. I don't know. No, we can't come and I'm a man. What is it? Nhà mình để ý từ hồi nãy tới giờ là cái ông anh này nè, cái ông mà lụi ông em á, là hoàn toàn không có cái triệu chứng ngứa chân hay là bị thương gì hen. Nhưng mà từ khi mà ông Cạp nó giờ dẫn đi trị đi rồi sẽ kêu non xô tới để xử sao, thì cái ông này bắt đầu là sẽ có những cái biểu hiện là gạ cái chân xuống đất, xuống nền, bắt đầu cho nó bị thương, cho nó đổ máu ra. Đó, thì giờ mấy ông này đi tới cửa là cái ông này tự nhiên cái chân cũng bị thương luôn. He's doing it, but he's looking at me, he wants to wound himself, so that he goes to the point, and he's doing it, he's going to tear his leg, blood starts to pour, and they are shouting. He wants to show that the boy wound him, so he has wounded himself already for leg too. But you know that boy is the one clean right for us, Abi? And the man is his brother, blood brother. Senior two people before him. You know? So now they go trick themselves now. And after you will know who is who wrong. Now him wrong already. But what you go do him? After treatment now, then go come back. Okay. We will come settle the case and the man will sign paper for us. Nonsense. Okay, mấy người này giờ xong. Go and conduct and say these people have come back. Mấy người này hồi sáng đi cái vụ hồi sáng đó nhà mình. Giờ là ông Cạp giao cho ông Nonso xử lý. Rồi giờ ông Cạp giao cho ông Nonso xử lý mấy ông này. Cái vụ hồi sáng đó nhà mình, vụ sáng bầu cù dẫn tới đó, hai anh em quýnh lộn đó. Rồi, tại vì ông Acid làm, ông Cạp cũng lu bu làm với ông Acid. Nói chung mấy ông này á, những khoái chỗ là làm gì không có phân bì, chứ thằng nào phân công, thằng nào bận, thằng kia làm chuyện khác, không có so biều, sao ta làm nhiều mày làm ít, chia lương bằng nhau. Cũng có những ông như cái ông mà làm đá trong rừng á, mùa này là mùa khai thác đá, mùa mưa mà nhà mình thì khai thác đá dễ, nó mềm, đất nó mềm á, là mấy ông này ưu tiên để cho ông khai thác đá.
không có kêu réo. Còn mà Sít làm gọn ghẽ, làm xong dọn dẹp. Em khoái cái tính con mà Sít trong Figo. Làm rốt rẽn, nấu bữa ông Figo nấu cơm nhà mình không? Làm tới đâu rửa tới đó, sạch sẽ gọn ghẽ. Cho nên là đàn ông chứ cũng có cái gì, có cái khác, có cái tính thì cũng tà lao, có cái tính cũng được đó. Mà đặc biệt cái là mấy ông châu Phi thì mấy ông hảo ngọt. Trời ơi, nó ngọt là chết. Nó ngọt là ăn hết của. Một mình ông mà Xít chặt tre, bữa chặt đống tre đó hen, Figo cắt hết rồi nghe. Cái đống này là kiểu như là ông Figo cắt còn một mớ, xong rồi ông chặt thêm đâu chục cây nữa. Là sáng sớm là qua nhà Nhiếm là khoe. Cái anh hồi sáng đi trị, giờ cái mặt bớt sưng, hồi sáng sưng. Chị ở ngoài ra phêu đó nha. Bữa Nhiếm muốn cho anh này thẻ nữa nè, nhưng mà chắc hết tiền. Look at stupid art. Which is 004 and the cable. And on the back one for me. That is what I don't understand. On the back. Owe fam make ta as na. Na dey give jamal na ka won ya ba. Oh mad aputam maka no go the thing. No we na ma somebody to know no. Aputam so say this guy. I be wan ya. Kan na ba no no. Kan puta for this guy. We say this guy make we mal to know no. We say no kwanya na wan ni woke. Nsia kesi we do sure sin do school for ku ma ni do sasenya. Mm. Man ni woke a for me small soup. And man ni. Man ni woke a we check ka won ya lesson. Nendo. Go chief. O jire je ka wo kwa won ya lesson o gwa pe. Ogwa. Ekwa. Oge. Emecha. Onwe okwu oji ife me anwa baba ekwa kuku nu po. Onwe okwu ogwa ka ife me anwa baba kuku nu po. Gaze kisi ya po agwa kwa nu so na oje je ka. Ogwa 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 na apo mu kwa nu ha no gwe se fo nwanne mu ka ma no ma ya. We were ya meru maru. Mana nke ka bi to bona. Ngwa ina ikwe ke gwezo opo. Eh? Bring this case back because he said he wants to know why after settling the case in the morning, why he wound himself a leg. You know? Now him plan now like how we see in the morning. So nge ma jia ka we melo onwe ga aru one question can you was one answer. Mình thấy ông này ông trở như trở bánh tráng mà để ông diễn dở quá cho nên không qua mắt được ông Nên Xôi với ông Cạp. Ông Nên Xôi là ông rất là tinh mắt, có những cái vụ mà chỉ cần báo án thôi là ông đã biết cái tình tiết sâu sắc ở bên trong rồi, không có cần phải diễn. Cho nên là bữa cái vụ ông bà Bù Cù là do nó không có trúng vô cái chuyên ngành của hắn cho nên là hắn bị cứng họng. Chứ mà những cái vụ khác là thường là ông Cạp nói đưa Nên Xôi đi xử là chắc như bắp luôn. Nhà mình hiểu cái vấn đề không? Kiểu như hai anh em quýnh lộn, ông lấy cái đinh bự, ông đâm ông này lủng cái mặt. Xong cái bắt đầu dẫn ông tới đây xử. Cái kêu giờ ông này đi trị trước đi. Xong cái ổng như là kiểu như ông tự ổng lấy cái chân ông cứa xuống đất cho nó bị thương. Đó, đặng ổng diện cớ nó là ổng bị thương nữa. Em hiểu không? Nhưng mà xui cái là Nhiếm là dạo này Nhiếm những cái ca như thế này, Nhiếm hay quay phim. Thì thấy cái lúc mà ông cạy cái chân luôn.
ông cạp ông thấy cái lúc mà cả cái chân đó, thành ra giờ ông giọng tới chừng ông cạp giao cái vụ này lại cho ông Nanso, cái ông đó là mấy ông này bị làm ông bị thương, ông Nanso nghi là không phải vậy, ông Nanso mới dẫn ông ngược ra lại đây để đối chất, thì ông cạp mới nói là không phải, cái này là ông tự làm bị thương, thành ra ông Nanso bực dữ. Ông Nanso từ sáng giờ quần với mấy ông này đó, mấy ông này trời ơi thấy gì có mấy người ta còn gian xảo hơn nữa kìa, ông cạp ông Nanso sửng mà mình thấy mình nhức đầu luôn á, kiểu nó xạo á. This is case file already between you, Gaffa. Ông Nanso kiểu như hồi xưa cũng được đào tạo bài bản trong quân đội, cảnh sát, công an gì rồi, nhưng mà nhím nghe phân phanh vậy thôi. Cho nên là những cái thủ tục này này kia ông làm cũng bài bản lắm. Nói chung là mỗi một người có một việc ở trong cái đội, ông Nanso thường là ông là cái người đảm bảo mấy cái vụ giấy tờ rồi này kia, là thông tin liên lạc đồ. Giờ ông Nanso giết. Gì? Nhà mình coi chữ ông Nanso giết. Thì nó gần thì phân là có ở ông Nanso đi phim. Không có xe nhá. Ông Nanso đi phim này, quăng. That I wounded him on the mount. Kebo nhà đa mùn. Nghe ở quý phong. Nanso đang lập biên bản hay gì? I wounded him on the mount. Biên bản. Nhà mình thấy cái ông này nè, cái ông mà bị xử này nè, ông đâu có biết tiếng Anh rành đâu. Thấy không? Ông Nanso ông vừa viết bằng tiếng Anh thì ông dịch thành cái tiếng địa phương. Ông nói cho cái ông này. Tại cái ông này ông hiểu là viết cái gì. Đó là cái việc của ông Nanso hay làm. And you saw that man understand Nanso English. Eventually, they were Katakun, Manu Nab, and I didn't know Moon Nab of Bidotan Albulum call for. Why are they with your type of melon? I call you all with one negative melon. I see what I'm calling now. Maybe the Kennis come as yellow on your map for 1 year. Yeah, Mabuna, Boss Albuna, Otobuna. I only quit on a general queer. You're the next one here. You don't want to go to the other. I'm only better than one. I've not seen any sign of brotherhood. Even at night, happen so look at your brother here first, ever. Nothing much than this. Nothing. Cái này người ta đang ông chủ này người ta đang xây thêm nhà trọ chỗ này luôn nè. Trong cái khu này cũng giống với thành phố rồi nha mình.
cũng có nhiều nhà cửa. Good evening. Good evening.
cái phần tiền mà cái thằng này nó thu của người ta đó, mua một số cái phục vụ cho sân banh là ông Càm giờ ông tính là hết ra rồi, ông thu cái phần đã mua lại, xong rồi nhà Nhiếm sẽ chi lại tiền cái phần đó, và cái phần tiền nó thu của người ta là sẽ trả hết lại vào quỹ cái group luôn, rồi trực tiếp trên điện thoại của nó luôn. Và ngày mai thì mấy ông này sẽ có một trận đá banh nữa, thì ông Cạp sẽ đến trực tiếp tại sân banh và thông báo với tất cả mọi người đó luôn là không có dính dáng gì ai hết. Để thằng này giờ nó muốn là như là hoạt động dưới tay ông Cạp, làm lính của ông Cạp, thì ông Cạp nói là từ từ để ông Cạp bàn lại, rồi có gì ngày mai Nhiếm sẽ quay cận cảnh cho nhà mình xem coi diễn biến cuối cùng cái vụ sân banh là như thế nào. Cảm ơn nhà mình đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp nhà mình tập tiếp theo nha.